Cô làm gì đấy? Cô hầu gái 500k một đêm. Tháng này tôi hết ngày được đi làm muộn rồi. Thông cảm cho nhau tí đi. Khổ, ở đây ai chả thích đi làm sớm, có ai là muốn đi làm muộn đâu. Đúng rồi đấy, ai chả vội chấm công. Bọn tôi đang xếp hàng đây đây này. Là chen hàng vô văn hóa. Cô ở phòng nào để tôi báo cáo. Thôi, vừa mới sáng sớm đau hết cả đầu. Anh nhìn thấy giá của em rồi. Anh nói vớ vẩn gì đấy? Đừng mà tung tin đồn linh tinh gì đâu. Yên tâm, anh sẽ không tung tin đồn đâu. Nhưng mà anh sẽ báo cáo với sếp của anh. Đi vào phòng. Anh đến công ty chưa? Ôi dồi ôi, anh phải đến ngay đi. Đến công ty đi, rồi em có món quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho anh. Ok anh. Em cởi ra đi. Ngại gì? Cứ cởi ra hết đi. Sao lại thế ạ? Mà sao lại ở trong phòng họp anh? Em yên tâm đi, giờ nghỉ trưa không ai có lịch họp đâu. Anh cũng chốt cửa rồi, trong phòng cũng không có camera. Yên tâm nhá. Nhưng mà... Thôi. Em không cần phải diễn nữa cho mất sức. Để sức đấy mà phục vụ anh đi. Cô hầu gái 500k một đêm, nghe thích thú đấy. Em biết phải làm gì rồi chứ. Anh tuy chỉ là leader của phòng nhân sự thôi, nhưng mà việc chi tiền vào những cái vấn đề này anh không thiếu. Chủ yếu em chiều anh được bao nhiêu, tự nhiên ở trong công ty lại tìm được cô hầu gái. Tiện phết. Thực ra thì em cũng hoàn cảnh lắm, gặp phải thằng chồng vô dụng, chả làm tí sự gì cả. Thế là em phải đi làm cả đêm ở quán bar đấy ạ. Sáng dậy em chưa kịp thay đồ. Nghe thương thế nhỉ. Thế làm gì? Thì khách bảo em làm gì thì em làm đấy thôi ạ. Chỉ cần phục vụ khách là được ạ. Phí. Xinh đẹp như em mà lại phục vụ nhiều thằng nó phí ra. Nghe anh này, từ bây giờ em chỉ cần phục vụ anh thôi. Anh hứa với em là anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi gì đâu. Anh ơi, hình như có người báo sao ấy. Kệ đi, coi như chưa nghe thấy gì. Anh Phiêu, tôi nghe thấy tiếng anh rồi đấy. Dạ, em chào sếp. Dạ, em chào giám đốc ạ. Cô kia là nhân viên phòng nào kìa? Tại sao hai người lại khóa kín cửa ở trong này? À, đấy là Giang, ở bên phòng lao công ạ. Lao công gì mà ăn mặc như này? À, với tư cách là trưởng phòng nhân sự, cho nên em đã đề xuất để mà thay đổi bộ đồng phục của bên bộ phận lao công. Thi thoảng công ty của mình cũng phải đổi mới về văn hóa cho nó mới mẻ ấy ạ. Thiết kế đâu? Đưa tôi xem. À, cái này mới chỉ là đang là bản thử nghiệm thôi ạ. Bao giờ mà hoàn thiện em sẽ báo cáo với sếp sau. Thôi, cô đi về làm việc đi. Em ấy cứ suốt ngày xét nét tra cứu về anh thôi. Anh đã bảo với em rồi, anh biết thừa em là sếp của anh, nhưng mà vẫn phải tôn trọng công việc của anh chứ. Em không những là sếp của anh mà em còn là người yêu của anh đấy. Nhìn thấy anh ở trong phòng với một cô gái khác thì em phải thắc mắc chứ. Anh biết rồi, em là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Bây giờ mình bỏ hết tất cả chức vụ ở công ty sang một bên đi, mình sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc nhất. Em đây à? Sao hôm nay anh ta làm muộn ấy?
Mà anh ngồi ngay ngoài này, em nhắn tin anh cũng không trả lời luôn. Dạo này anh có nhiều công việc phải làm, mãi làm việc quá anh quên mất không để tin nhắn. Việc gì? Em thấy kế hoạch công việc sắp tới của phòng anh làm gì có gì gấp đâu. Này, em lại nói giọng coi thường anh đấy hả Linh? Anh cũng phải có những dự án, những kế hoạch anh phải hoàn thiện trước khi báo cáo với cả em chứ. Hay là em chỉ nghĩ anh chỉ biết làm việc dưới sự chỉ đạo của em mà không tự nghĩ ra được cái gì? Sao anh làm sao đấy? Sao cứ phải gắt gỏng nghiêm trọng hóa lên mới được à? Thì tại anh hơi áp lực. Anh chỉ muốn cố gắng để mà xứng đáng với cả em thôi. Thôi được rồi. Chắc là cả anh và em đều đang mệt nên có hơi bất bình tĩnh. Em đi về trước đây. Này, tối về anh bù sau cho nhá. Ôm tí cho mình. Mới có mấy tiếng xem thôi mà anh đã nhớ em rồi. Tạm uống cho cái nữa đi. Nào thôi, liều thế nhở. Hôm nay công ty còn khám định kỳ, người ta đi đi lại lại nhỡ ra. Em yên tâm đi, tất cả nhân viên ấy đã sang khu B để mà nội soi rồi. Riêng ấy chỉ có anh và em, từ nãy cứ lề mề ở trong nhà vệ sinh thôi. Nào. Anh chỉ được kỹ lẻo mép nhá. Rõ ràng anh bảo anh chống lưng cho em, em không phải sợ gì hết. Thế mà mỗi lần gặp bà Linh á, anh dén ngang. Sếp Linh á? Anh sợ gì nó? Anh chỉ cả nể cái khối tài sản của nó thôi. Này, bọn mình chịu nhịn nhục thêm một thời gian nữa, đợi đến khi anh cưới nó rồi, anh được thăng chức, anh sẽ thăng chức cho em. Lúc ấy anh còn chu cấp cho em nhiều hơn nữa. Anh nói là anh phải làm đấy nhá. Em chán thằng chồng em lắm rồi. Càng ngày em càng chỉ muốn làm cô hầu gái ở bên cạnh anh thôi. Chỗ kia vắng, đi vào đi. Hải Phiêu! Này, thế này là thế nào? Tại sao kết quả xét nghiệm lại cho ra? Tất cả là do cô, chính cô lấy bệnh cho tôi đúng không? Không phải là tại anh ý. Tôi bao nhiêu người thì cũng không có bị làm sao cả. Từ khi dính vào anh, tôi mới bị lây bệnh đấy. Chính là anh đấy. Cái con đàn bà dễ dãi như cô mới là nguồn lây cho tôi đấy. Cô với cả biết bao nhiêu thằng, kể cả thời gian ủ bệnh của cô nữa. Khéo khi trong người của cô, bây giờ có cả đống bệnh cũng lên đấy. Tôi bao nhiêu người thì tôi cũng đều sử dụng biện pháp an toàn hết. Nhưng mà từ khi dính vào cái thằng nhanh, tôi mới chủ quan để lây bệnh đấy. Cô bảo ai? Xem kìa, xem kìa. Yêu nhau quá lại cho nhau à? Này, anh đang làm gì đấy hả? Biến đi, biến! Chồng ơi, sao lại ở đây à? Cái gì cơ? Chồng cô? Sao chồng cô vào được nhà tôi? Là cô Linh đã đưa chìa khóa cho tôi đấy. Linh đưa chìa khóa cho anh á? Cô ấy đi công tác rồi cơ mà. Chính cô ấy là người đã lên kế hoạch này để cho tôi có thể bắt tại trận hai người ngày hôm nay. Cái loại sếp tôi, cái loại sếp hút máu người này. Này, anh là ai đấy? Sao lại ném rau vào người rồi? Tôi ném rau vào người cô là quá nhẹ nhàng đối với cả loại sếp bóc lột sức lao động như cô đấy. Anh với tôi quen nhau à? Anh làm trong công ty của tôi hay sao? Tôi không làm ở công ty của cô, nhưng mà vợ tôi đang bị cô sức lao động một cách dã man đấy. Công ty tôi có hàng trăm nhân sự, tôi cũng không biết vợ anh là ai cả. Vợ tôi à? Đây, cô ấy tên là Giang, đang làm ở phòng kế toán. Sao? Trông quen không à? Vợ tôi, cô ấy có kể với tôi là sếp cô ấy giao cho cô ấy quá nhiều việc nên phải ở lại làm. Quá nhiều đêm, cô ấy đã phải ở lại công ty làm việc rồi. Mà con chúng tôi nó mới chỉ có mấy tháng, mà đêm nào nó cũng khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Cô có còn có tình người không à? Không thể có chuyện đấy đâu. Công ty chúng tôi chưa bao giờ bắt nhân viên làm việc qua đêm cả. Anh có nhầm lẫn gì không? Chẳng lẽ ý cô là tôi bịa chuyện hay sao? Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã.
Tôi lấy danh dự của một giám đốc ra để đảm bảo với anh rằng công ty của tôi chưa bao giờ bắt nhân viên làm việc qua đêm. Anh thử về hỏi lại vợ anh xem. Này, cô đang vu oan cho vợ tôi đấy à? Rất nhiều lần tôi đã thấy cô ấy cầm trên tay tập tài liệu cái gì mà kế hoạch phát triển nhân sự, quản lý nhân sự. Đấy không là bán mình cho công ty cô thì là gì? Khoan đã, đây đều là tài liệu của phòng anh Phiêu. Mà đợt này anh Phiêu cũng thường xuyên tăng ca. Cô giải thích đi. Không lẽ mình lại đến khám sức khỏe muộn nhất công ty rồi? Mọi người đi nội soi hết rồi à? Anh nói là phải làm đấy nhá. Em là em chán thằng chồng em lắm rồi. Thì ra đúng như mình linh cảm. Càng ngày em càng chỉ muốn làm cô hầu gái ở bên cạnh anh thôi. Phải bình tĩnh. Đây là công ty, không thể làm ầm ĩ. Phải đợi thời cơ thích hợp. Này, chỗ kia bằng đi. Cho tôi số liên hệ của phòng xét nghiệm cho công ty của mình hôm nay. Anh Phương à, tôi đã có cách để bắt tại trận đôi gian phu xâm phụ đấy rồi. Đáng lẽ ra cô ấy đã có thể bắt tại trận hai người từ cái hôm đi khám sức khỏe rồi. Nhưng cô ấy muốn dọa hai người một phen rằng ăn tạp rồi cũng sẽ có ngày rước bệnh vào thân thôi. Chồng ơi, đừng nói thêm gì nữa. Tôi đã có trong tay bằng chứng của ngoại tình rồi. Cô đi về và ký vào đơn ly hôn đi. Cút ra khỏi cuộc đời của tôi. Còn nữa, cô Linh có nhờ tôi gửi lời với anh rằng ngày hôm nay cô ấy không xuất hiện ở đây là vì cô ấy không thể chịu được nhân cách của hai người. Hơn nữa, cô ấy còn bận trăm công nghìn việc như thế. Loại người như anh không xứng đáng để cho cô ấy phải bận tâm. Chồng ơi, không. Anh Phương, sao anh lại ngồi đây uống rượu thế này? Cô Linh à, cô đi công tác về rồi đây à? À, tôi đã thay mặt cô ấy xử lý cái đôi mèo mả gà đồng kia rồi đấy. Tôi biết rồi, anh gửi hình cho tôi rồi mà. Nhưng mà anh làm sao đấy? Hôm nay tôi buồn nên muốn ra ngoài này ngồi cho nó khuây khỏa thôi. Chứ tôi không muốn uống ở nhà trước mặt con của tôi. Anh vẫn còn lưu luyến cô ta à? Không, tôi chỉ cảm thấy buồn vì đặt niềm tin ở sai chỗ thôi. Tại sao lại có một người mẹ đến con của mình cũng không thèm chăm sóc, cặp kè bồ bịch, đi làm kiếm tiền để ăn chơi không cơ chứ. Tôi chỉ cần mấy thương con của tôi vì nó không có một mái ấm trọn vẹn. Đúng là đứa trẻ nào cũng cần phải có cha và mẹ. Nhưng nếu như có một người mẹ như Giang thì có lẽ không có thì sẽ tốt hơn ấy. Tôi tin rằng anh sẽ là một người bố tốt, dù có phải ở trong cảnh gà trống nuôi con. Cô nghĩ như vậy thật sao? Hiểu bạn bè kiểu gì? Mày tặng quả dưa chuột là ý gì? Hả? Có cái gì hay mà mày tặng? Em đưa quả dưa chuột đây xem nào. Ê, tao trêu thế chứ có cái gì đâu mà. Bình thường bạn người ta đi thân gia ấy, tặng nội thất, tặng cây cảnh, đằng này tặng chậu đất với quả dưa chuột. Vợ mày thích dưa chuột, tao mới mua dưa chuột tặng. Ô, Giang à? Sao anh lại ở đây? Thằng Hùng, anh với thằng Hùng đang bận họp với khách hàng. Thằng Hùng thì đang tiếp khách, nó đưa anh mật khẩu nhà để về lấy tài liệu. Sao anh không gọi cho em mà lại để anh tự vào nhà em? Thì nó nói là em đi vắng.
Ai ngờ em ở nhà lại trong cái bộ dạng này. Anh hỏi nhá, em làm gì mà mang cả dưa chuột vào phòng ấy? Em đã mặt. Dưa chuột tốt cho da mặt mà. Đắp mặt á? Uầy, em đắp cả quả lên mặt á? Lần đầu anh biết đấy. Vợ tao thích dưa chuột đấy. Là sao? Thì mấy lần tao sang nhà mày cho ăn cơm, thấy vợ mày mua rất nhiều dưa chuột. Nào là làm món salad dưa chuột này, dưa chuột muối nhiều lắm. Đa linh tinh. Thỉnh thoảng đổi món một tí thì làm sao? Chồng này, em có đơn ship ở dưới, chồng xuống lấy giúp em nhé. Bác bảo vệ gọi nhưng mà em không xuống. Để anh xuống anh lấy cho. Nào. Này, đợi tí tao lên. Vỏ test vụ phế năm vừa mua hôm qua xong, mới mua. Ấy, chuyện luôn mà. Đợi tí nhá. Ý anh là sao anh Lâm? Tôi ghi rõ thì em không đọc à? Đọc kỹ này. Tặng em 3 nhánh đêm nay. Rõ rồi còn gì nữa. Anh biết mà. Thằng chồng em nó ốm yếu, nó không đáp ứng đủ nhu cầu cho em. Thì để anh. Anh định làm gì? Anh có tình ý với em? Chắc chắn là anh có tình ý thì anh mới làm thế. Này, nói thật. Thằng Hùng ấy, nó không phải là chồng em. Thì anh cưa em lâu rồi. Em là vợ của bạn thân anh đấy. Anh không sợ bị phát hiện à? Anh sợ cái gì hả? Em không nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à? Hơn nữa, nó là bạn thân anh, thì cái khả năng nó nghi ngờ anh nó càng thấp. Anh có chắc là anh hơn bạn anh không? Nếu mà em muốn biết ấy, thì tối nay qua thử nhà anh sẽ cho em biết nó là thật hay không. Hơn nữa, anh ghi như này không phải là ghi suông đâu. Ngại nhở? Nay lại sang ăn trực cơm nhà hai bạn này. Thôi, đừng có mà mõm. Ăn mòn bát mòn đũa nhà người ta rồi, ngại. Ngại đúng không? Đi về đi, cửa không khóa đâu. Ê, nói thế, cơm đến miệng rồi mà còn không ăn ấy, có mà ngu à? Đến vợ của bạn tôi còn chén được nữa là cơm nhà bạn. Ăn đi. Ê, khách sáo làm cái gì, quen rồi. Này, lần này đi khám sức khỏe thường xuyên nhé. Ừ. Cái bệnh huyết áp sao rồi? Đỡ nhiều rồi. Với cả từ ngày lấy vợ về, có người chăm sóc, ở nhà cũng có người nói chuyện, vui cửa vui nhà hơn. Ngày nhà tâm lý cũng thoải mái. Ừ. Tốt rồi. Còn vợ như Giang chăm lại chả thích. Giang khéo mà. Giang nhở? Anh Lâm lại quá khen rồi ạ. Đêm hôm trước em tuyệt lắm. Anh có chụp lại vài bức ảnh kỷ niệm. Em muốn xem không? Này, mấy tuổi rồi? Ăn cơm cứ bới điện thoại thế à? Mồm thì tóc ta tóc tép. Còn cái em nữa, ai nhắn tin mà nhiều ấy? Tin nhắn quảng cáo nhỉ? Dạo này nhiều tin nhắn quảng cáo quá, phiền đấy. Ăn đi. Vào đây. Chị. Đây là Lâm, bạn em. Chào em. Cất cái mắt đi. Chị đang chào mày đấy. Chào chị. Mẹ. Nhà mày có tiên à? Xinh ấy. Mày thấy tiên nào xấu như này à? Đúng không? Đây là chị tao, mới đi nước ngoài này. Lâm với Hùng ngồi chơi nhá. Chị đi ra ngoài có chút việc. Vâng. Em bạn thân Hùng chị nhá.
Nước nhãi rớt kìa, lau đi. Nước nhãi rớt kìa. Hả? Rớt kìa. Này, chị mới sinh à? Sinh gì em sao? Hả? Ý gì? Muốn gì? Bỏ ngay suy nghĩ trong đầu đi nhá. Suy nghĩ gì? Khi... Tao là anh dạy mày. Thôi, tôi xin ông. 3 tuổi danh con, phá ra chi tử. Cưới mày về không quản được. Chẳng... Ê! Hey, chị Linh Thái nguy hiểm thế. Chị Thái này Thái sai rồi, chị Thái này vào tay đấy. Đây này, chị Thái nghiêng cái này ra này, nó mới không vào tay với cả nấm bị nát. Thế à? Thế thì em đứng xa chị ra, không có chị Thái vào tay em bây giờ đấy. Chị Linh có bạn trai chưa nhỉ? Chị có rồi. Chị nói điều. Mấy lần em hỏi Thằng Hùng rồi. Thằng Hùng nó nói là chị vẫn đang độc thân. Thế em biết rồi thì còn hỏi làm gì? Chị Linh khéo ăn nói nhỉ? Nhưng mà gu em thích. Anh định làm gì? Anh có tình ý với em à? Chắc chắn là anh có tình ý thì anh mới làm thế. Này, nói thật. Thằng Hùng ấy, nó không phải là chồng em. Thì anh cưa em lâu rồi. Nhiều người nói với chị câu đấy rồi. Chị Linh này, cuối tuần này chị rảnh không? Có chuyện gì đấy? À, chẳng là nhà em có cái homestay ngoại ô, định cuối tuần này rủ chị qua đi chơi. Nghe cũng hay đấy. Để chị rủ vợ chồng Hùng đi cùng. Vâng. Sao thế? Sao? Hẹn anh ra đây có chuyện gì? Hóa ra với người con gái nào anh cũng nói là gu của anh à? Tôi lại cứ tưởng anh mê mệt tôi, anh bất chấp vì tôi là vợ của bạn thân anh. Anh cặp kè với tôi, thế mà anh còn đi tà lừa cả chị chồng tôi. Tà lừa nào? Tà lừa gì? Anh hẹn anh ra đây, nhắn tin bảo ra đây, nói trả đầu trả đuôi gì, chả hiểu cái gì. Nhà anh còn có homestay ở vùng ngoại ô cơ mà. Thế mà tôi không biết đấy. Chả bao giờ thấy rủ người ta đi chơi. Sao em biết? Trời ơi. Ban nãy anh nói chuyện anh tà lừa với chị Linh, tôi nghe thấy hết rồi. Còn việc nói đi chơi riêng đấy. Đúng là cái loại chẳng hòa. Chấm dứt đi. Ôi trời ơi, nghe anh nói đã. Đúng là anh có nói thế với chị Linh thật. Anh có nói thích chị ta, anh ta lừa chị ta. Nhưng đấy chỉ là cái cớ thôi. Nó là 1 màn kịch anh răng ra để lừa thằng chồng em chứ còn ai nữa. Bây giờ nhá, thằng chồng em nhá, nó biết được là anh thích chị Linh thì nó giảm khả năng nghi ngờ giữa anh với em đi. Không đúng không? Có thật không đấy? Sợ đấy không? Anh nói dối em làm cái gì? Em thừa biết là anh yêu cô cưng nhất mà. Đợi bao giờ Linh cho tôi chén thì lúc ý tôi vứt xó cô luôn. Này, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao mà chị rủ em sang tận phòng này để sửa chữa đồ gì cơ chị? Phòng chị hỏng gì à? Đóng cửa cho chị. Còn đóng cửa cửa? Sao lạ thế? Sao? Sửa cái này cần riêng tư kín đáo. Em trai với cả em dâu chị đi về quê rồi, còn mỗi mình chị ở nhà thôi. Thế thứ chị cần sửa là gì? Là chị này. Sửa cho chị nhé. Em biết mà. Chị làm sao qua khỏi sự quyến rũ của em. Tao làm gì đâu? Nghe tao nói đã. Tao
chị Linh gọi tao đến đây bảo là phòng chị mày hỏng nên là gọi tao sang sửa. Tao chả làm cái gì chị mày cả. Cậu ta sang đây chơi bảo là tìm em, hóa ra là định giở trò với chị. Cậu ta để chị ra giường rồi. Này nhá, tao không hề làm thế. Chính chị mày lên kế hoạch, chị mày rủ tao sang đây rồi chị mày bày trò ra để chị mày lừa tao. Mày cầm mồm. Nếu mà tao không về kịp, mày làm ra cái trò dơ bẩn gì à? Làm cái trò gì? Ngay từ lần đầu tiên mày nhìn chị tao với một ánh mắt không sạch sẽ, tao đã nghi rồi. Nhưng tao nghĩ mày là bạn thân của tao. Vào đây. Chị, đây là Lâm, bạn em. Chào em. Cất cái mắt đi, chị tao chào mày đấy. Chào chị. Mẹ, nhà mày có tiền à? Xinh ấy. Mày thấy tiền nào xấu như này à? Đúng không? Đây là chị tao, mới đi nước ngoài về. Là về Hùng ngồi chơi nhá. Chị đi ra ngoài có chút việc. Vâng. Em bạn thân Hùng chị nhá. Nước nhại rớt kìa, lau đi. Nước nhại rớt kìa. Hả? Rớt kìa. Này, chị mới xinh à? Xinh thì em sao? Hả? Ý gì? Muốn gì? Bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu đi nhá. Suy nghĩ gì? Có khi tao là anh dạy mày. Thôi, tôi xin ông. 3 tuổi danh con, phá ra chị tử. Cưới mày về không quản được. Ừ. Chẳng. Mày không dám làm gì cả. Mày khốn nạn tao nghĩ nhiều đấy. Tao không làm gì cả. Có thể lần khác tao lừa mày, tao là... Không, lần khác tao cũng không lừa mày. Nhưng mà riêng lần này, tao trong sạch, tao không làm một cái gì. Tao nghe. Cút ra khỏi nhà tao. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Cút. Cút được. Mày. Chị có sao không ạ? Em xin lỗi nha. Em giận cáo về nhà thôi. Không sao đâu. Lần này cũng coi như là được nhìn thấy bộ mặt thật của bạn em. Đúng là khốn nạn. Quá ra là một người con gái nào cũng là gu của anh à? Tôi lại cứ tưởng anh mê mệt tôi, anh bất chấp vì tôi là vợ của bạn thân anh. Anh cặp kè với tôi. Thế mà anh cũng đi tà lừa và chị chồng tôi. Ừ. Tà lừa nào? Tà lừa gì? Hẹn anh ra đây, nhắn tin bảo ra đây, nói chả đầu chả đuôi gì, chả hiểu cái gì. Ban nãy tôi nghe anh ta lừa chị Linh hết rồi. Để còn rủ nhau đi chơi riêng cơ đấy. Đúng là cái loại chẳng hòa. Chúng ta đi. Ôi trời ơi, nghe anh nói đã. Đúng là anh có nói thế với chị Linh thật. Anh có nói thích chị ta, anh ta lừa chị ta. Nhưng đấy chỉ là cái cớ thôi. Nó là một màn kịch anh răng ra để lừa thằng chồng em chứ còn ai nữa cơ. Bây giờ nhá, thằng chồng em nhá, nó còn biết được là anh thích chị Linh thì nó giảm khả năng nghi ngờ giữa anh và em đi. Hai người dám cắm sừng em trai tôi à? Chị đành phải dùng cách này để đuổi được cấp vợ em đi khỏi nhà mình thôi không ạ? Giờ thì em đã nhìn thấy con người thật của Lâm chưa? Em nhìn thấy rồi. Còn em ở đây. Từ nay về sau, anh cấm em giao du với nó nữa, nghe chưa? Hôm nay anh Hùng bận nên là không đưa chị qua nhà mới được. Em sẽ đưa chị đi. Đồ nội thất bên nhà chị, anh Hùng cho lắp đặt hết rồi ạ. Ra này. Trước khi đi, chị có chuyện muốn nói với em. Em biết đấy, thằng Hùng nhà chị sức khỏe yếu, lại còn bị cao huyết áp, nên có những điều kinh khủng chị biết mà chị không muốn nói với nó, vì sợ nó sẽ bị sốc rồi đổ bệnh. Ý chị là sao ạ? Em không hiểu. Chị chỉ muốn nhắc nhở em rằng em là vợ của Hùng, em nên làm tròn trách nhiệm của một người vợ, nên biết cái gì nên làm và cái gì không được phép làm. Cái gì biết là sai trái thì mình đừng làm nữa, kẻo sau này bung bét hết ra thì người thiệt là em ấy. Em phải biết trân trọng những gì mình đang có. Chị biết gì rồi ạ? Chị biết đủ những điều cần biết thôi. Bây giờ chị chuyển ra ở riêng rồi, nhưng mà chị vẫn luôn quan tâm và dõi theo em đấy. Thank you.
Nhà cháu là ba đời bần cố nông đúng không? Con kiểu mẹ. Úi xì, ôi. Chỉ có người nhà quê với cháu ấy, nấu mới cho nước mắm vào thôi. Biết thế lấy cô vợ thành phố cho rồi. Mẹ làm cái gì đấy? Con đưa Linh về nhà mình chơi, mẹ ném muối vào người Linh chả? Bác phải làm như thế này để xua đuổi tất cả những cái xui rủi của cái bọn con gái nhà quê như các cháu ấy. Xong xuôi thủ tục này ấy, thì mới bước chân vào nhà được. Mẹ nói cái gì vậy? Con lại cứ tưởng mẹ ra ngoài mẹ đón tiếp Linh chứ ai ngờ mẹ làm thế này à? Con im đi, để cho mẹ nói chuyện với bạn gái con. Bác nghe thằng Thắng nói ấy, là cháu từ quê lên đây học đại học rồi ở lại đây làm việc luôn đúng không? Nhà cháu là ba đời bần cố nông đúng không? Dạ vâng ạ. Trong dòng họ nhà cháu thì cháu là người đầu tiên lên đây học đại học và làm việc ở trên này ạ. Đấy, con thấy chưa? Nó xuất thân từ nhà quê, thấp kém, rồi cái vía nặng lắm. Mẹ phải làm như thế này để xua đuổi, để giải bớt cái vía nó nhẹ đi. Chứ không vào ô uế hết nhà mình rồi nó thay đổi hết cả phong thủy nhà mình là chán lắm. Thôi, không đứng đây nữa, đi vào nhà đi. Bác đứng đây từ nãy đến giờ mỏi hết cả chân rồi. Vào nhà đi. Lần đầu đến nhà chơi, cháu có món quà biếu bác ạ. Đây là đặc sản quê cháu đấy ạ. Úi xời ơi. Cái bánh này gì mà kinh thế cơ chứ lại. Cái mùi lá rong rồi lại quện vào cái mùi khói bếp, đúng là mùi đặc trưng của nhà quê. Thắng, con mang cái chỗ bánh này xuống cho cái cô lao công ở khu chung cư nhà mình ấy. Nhà cô nuôi lợn ấy, bảo cô ấy mang về cho lợn ăn. Chứ còn người ăn làm sao được cái bánh này. Ôi kìa mẹ, mẹ nói cái gì đấy? Linh phải cất công đặt mấy cái bánh này từ dưới quê lên ấy. Mẹ cũng chịu bạn gái con ấy, ở trên thành phố mấy năm rồi mà đi chơi đến nhà bạn trai mang mấy cái bánh này đến làm quà, đúng là. Thôi được rồi, mấy cái bánh này bỏ đi, mình vào ăn cơm đã mẹ ơi. Ta có cơm đâu mà ăn. Sao lại thế ạ? Hôm trước con dặn mẹ là hôm nay Linh đến chơi thì nhà mình chuẩn bị cơm đi cơ mà. Không phải là mẹ quên, mà mẹ chờ bạn gái của con đến để nó nấu cho mẹ một bữa cơm. Mẹ nghe nói là mấy đứa con gái nhà quê ấy, đảm đang lắm. Dạ vâng ạ, cháu tuy không dám nhận đảm đang, nhưng mà ở nhà thì từ việc đồng áo cho đến việc cơm nước cháu đều làm được hết ạ. Việc gì cũng làm được. Thế cho nên là mấy cái đứa con gái ở nhà quê ấy, thường hay lên thành phố ấy, để làm ô xin cho nhà người ta đấy. À, hôm nay cháu đi chợ nấu giúp bác một bữa cơm nhá. Dạ vâng, để cháu đi chợ luôn ạ. Đây, mà bữa cơm ấy là phải có đủ 5 món: gà, lợn, thịt bò, canh và rau. Đây, tiền đi chợ của cháu đây. Sao mẹ vô lý thế ạ? 50.000 mua miếng thịt còn không đủ nữa, chứ nói gì là cả một mâm cơm hả mẹ? Từng này đúng là không đủ thật ạ. Đủ hay không ấy là do mình mua bán, với cả do cái sự thu vén của người phụ nữ. Thôi, cháu đi chợ đi, nhanh lên về còn nấu cơm, bác thấy đói rồi. Dạ vâng. Ui, sao mà em thực hiện được yêu cầu của mẹ vậy? Với 50k mà em làm được như thế này thì đúng là thần thông quảng đại đấy. Có thần thông quảng đại mấy thì cũng không nấu được bữa cơm đầy đủ như thế này với giá 50k đâu. Là tiền em tự bỏ ra đấy. À, thế để anh trả lại tiền cho em. Thôi, em đến chơi tặng quà bác đã không ưng ý rồi, nên bữa này cứ để em lo cho. Mang với cả anh ăn đi ạ. Cháu cho nước mắm vào đồ ăn đấy à? Dạ vâng, có vấn đề gì ạ? Hồi thế. Con thấy có vấn đề gì đâu hả mẹ, vẫn ngon mà. Ngon cái gì mà ngon? Chỉ có người nhà quê các cháu ấy nấu mới cho nước mắm vào thôi. Nhà bác ấy chỉ ăn hạt nêm, vừa thanh vừa ngọt.
Cháu tưởng người Việt Nam thì nhà nào cũng ăn nước mắm chứ ạ? Nhà nào là nhà nào? Chỉ có nhà cháu nhà quê mới ăn như thế thôi. À mà mẹ ơi, hôm nay con đưa Linh về đây trước tiên là để ra mắt, còn chuyện thứ hai là muốn nói là chuyện cưới xin ạ. Thằng con trai mình đã ngoài 30 tuổi rồi, mãi mới thấy vác con bé nhà quê này về để giới thiệu. Bây giờ mình mà phản đối thì có khi đến hơn 40 tuổi nó cũng chưa lấy được vợ. Thôi thì con bé này nhà quê nhưng được cái dễ sai bảo. Thôi được rồi, thật ra ấy, nhà cái Linh ấy thì cũng chả môn đăng hộ đối với nhà mình đâu. Thế nhưng mà mẹ là người rộng lượng, cho nên là mẹ tạm thời chấp nhận con bé. Thế nhưng với một điều kiện, hai đứa ấy đến với nhau chỉ được đăng ký kết hôn thôi, chứ còn không cưới xin gì cả. Ông vô lý thế hả mẹ? Sao mới răng cái gì? Bạn mẹ ấy toàn những người thành phố gốc thôi. Bây giờ ấy tổ chức đám cưới ra rồi ấy, mẹ rồi mời người ta đến, người ta biết thông gia của mẹ là người nhà quê một cục như thế thì mẹ có mà xấu hổ chết thì được ấy. Cháu cảm ơn bác vì đã đồng ý cho bọn cháu kết hôn. Nhưng mà chuyện cưới xin thì bác không cần phải cho bọn cháu tiền đâu ạ. Cháu với cả anh Thắng sẽ tự lo tiền đám cưới. Còn lúc đấy bác muốn mời khách hay không thì tùy ạ. Anh thấy như thế cũng hợp lý đấy nhỉ? Vâng, anh chị là người có tiền mà, muốn làm gì mà chả được. Sao được có nhiêu đây thì làm sao mà hòa vốn được. Biết thế lấy cô vợ thành phố cho rồi. Anh nói gì đấy? À không, tên đây là quà cưới bố mẹ tặng cho em đấy. Cái gì cơ? Bố mẹ tặng nguyên mình cái mảnh đất này thật á? Mẹ tịch thu cái sổ đỏ này. Sao lại thế hả? Đây là quà cưới của bố mẹ con tặng cho con mà. Ôi dồi ôi, có cái mảnh đất ruộng khỉ ho cỏ gáy được mấy trăm hecta như thế này thì bán được bao nhiêu tiền? À, thật thế hả mẹ? Thế mà con cứ tưởng... Mẹ ven làm sao đấy ạ? Bố mẹ con tặng đất là quý lắm rồi. Mà vấn đề không phải là mảnh đất này giá trị bao nhiêu tiền. Thôi mẹ trả cho con đi ạ. Không được. Cái tài sản gì ở trong cái nhà này là phải do tôi cất giữ. Mà cái mảnh đất này được mấy đồng đâu mà chị cứ sồn sồn lên thế. Em đứng đấy, mới về làm dâu cứ cãi lại mẹ nhỉ. Mẹ cầm hộ thôi chứ mẹ có lấy luôn của em đâu mà em sợ. Ôi giời ơi, mang tiếng là đi ăn uống với chồng mà không khuyên bảo chồng để cho nó say khướt như thế này à? Con trai mẹ còn không bảo được thì làm sao mà con bảo được ạ? Cô lại còn cãi tôi đấy à? Thôi không nói nhiều nữa, đi vào trong kia pha cho nó cốc nước chanh đi. Alo mẹ à? Cái gì cơ ạ? Ruộng rau với cả ao cá nhà mình bị người ta chuốc chết hết rồi ạ? Rồi phải làm sao ạ? Không có hàng trả cho thương lái nên giờ người ta đòi tiền đền bù ạ? Còn đánh bố nữa. Nhưng mà hết nhiều không hả mẹ? Nhiều thế cơ ạ? Còn... thôi được rồi, mẹ yên tâm, con sẽ tìm cách để xoay tiền cứu bố ạ. Dạ vâng. Thắng! Thắng! Dậy mà xem, bố vợ mày vỡ nợ rồi cái kìa. Cái đồ nhà quê ít học mà cứ mơ mộng làm giàu, cứ muốn làm ông nọ bà kia cơ. Bây giờ thì ngã đâu rồi đấy. Mẹ, đang nước sôi lửa bỏng như thế này mà mẹ vẫn còn nói được mấy câu đấy ạ? Kệ xác nhà cô. Mà tôi nói trước nha, đừng có ngửa tay ra mà xin sự giúp đỡ của gia đình tôi. Con không cần. Nhưng mà mẹ phải trả cho con cái sổ đỏ mà bố mẹ con tặng cho con ạ. Cái gì? Cô định bán cái mảnh đất đấy để trả nợ cho bố mẹ cô á? Vâng ạ. Dù sao đấy cũng là tiền của bố con mua. Bây giờ con phải bán đi để lấy tiền cứu bố con chứ ạ? Không được. Đấy là tài sản của gia đình tôi, cô không được phép bán. Tại sao mẹ
lý như thế à? Dám hỗn với cả mẹ tôi. Tôi còn chưa nói cô về cái tội mà làm tôi bẽ mặt đâu đấy nha. Bẽ mặt cái gì hả con? Cô ta đi ăn họp lớp với con, thế mà cô ta dám giới thiệu là gốc nhà quê để bọn bạn nó cười bẽ mặt con ra. Cô cũng biết là mấy thằng bạn tôi làm nào nó cũng lấy vợ thành phố, nó được nhờ vả, nó được làm ông nọ bà kia. Thế còn tôi này, thằng này trả được cái đấy. Càng ngày anh càng lộ rõ bản chất của một thằng chồng tồi đấy. Tôi quá hối hận cái lấy về anh đấy. Cô nói ai tồi hả? Ôi dồi ôi, đồ ăn cướp. Mọi người thôi ngay đi. Miệng thì chê con dâu xuất thân nhà quê, nhưng ở tay thì cướp trắng trên mảnh đất dưới quê của tôi. Tôi sẽ lấy lại tất cả những thứ gì thuộc về mình, và vĩnh biệt ngôi nhà này. Nhà các người không bằng một góc ở quê của tôi đâu. Thắng, cản nó lại. Đừng để cho con này nó đi. Đừng lấy lại cái chỗ đó. Con này nó điên rồi. Năm người tiến lại gần đi. Tôi sẽ báo công an đấy. Mảnh đất này mang tên tôi. Các người có tin tôi sẽ báo công an là các người đang đánh người cướp của không? Tránh ra. Con yên tâm đi, mẹ tin ý, hợp đồng lần này ý, chắc chắn con sẽ ký được. Con mà đã ký được cái hợp đồng này ý, thì thừa sức có tiền để mà cưới vợ mới. Công ty con mới mở thêm cái mảng xuất khẩu nông sản, nên là sếp con quan trọng cái hợp đồng cung cấp nông sản này lắm. Con mà ký được hợp đồng là kiểu gì cũng được thăng chức đấy mẹ ạ. Sao cô lại ở đây? Tôi đến đây để ký hợp đồng nông sản. Anh không để ý tên của tổng giám đốc công ty đối tác anh định ký à? Là Mỹ Linh, tên của tôi đây. Đúng rồi đây này. Đây là công ty của gia đình tôi. Sau biến cố ngày hôm đó, tôi đã về quê giúp bố trả nợ và gây dựng lại tất cả. Vậy thì tốt quá rồi, nể tình người nhà em. Em làm cái gì đấy? Xin lỗi, chắc là công ty của người nhà quê chúng tôi không đủ trình để hợp tác với người thành phố các người rồi. Ok.